Thánh ta là so sánh gì những cái người tung ra một cái khía cạnh toàn toàn một cái bức tranh gọi là đen tối trên đất nước, thì tôi muốn chứng minh rằng là cái bức tranh đen tối nó không phải vậy, nó có những cái hình ảnh khác, những cái khía cạnh khác để mà so sánh, chứ không phải là tôi nói rằng là Hà Nội như vậy là hoàn toàn, hay cả là cái chuyện mà gọi là nơi nào cũng là tuyệt hảo hết. Nhưng mà đó, ý của những người ở trong đây là những người muốn kích động bảo là ông Hoàng Duy Hùng mới tới cái nơi này đang có cái này cái nọ, là tôi xin thưa là đó là những cái mưu đồ mà bảo rằng là dân oan hay không dân oan đó. Đó là họ ý họ muốn tôi như vậy. Tôi cũng nghiên cứu rất là rõ ràng cái chuyện này. Tôi nói là đa số dân oan đó là dân oan giả. Tôi có bằng chứng. Đa số những cái dân oan đó là dân oan được kích động. Họ muốn tôi ra để làm cái chuyện mà gọi là kích động đó, tôi không có làm. Tôi nói thẳng luôn cái chuyện đó. Mấy cái người đó không có qua mặt được tôi thân đâu. Cái trò đó không có chơi qua mặt được tôi đâu. Các người đó không có đấu tranh bao nhiêu năm tháng bằng tôi. Tôi đã từng len lỏi cái chuyện đó mấy chục năm trời, cho nên ba cái trò mà kích động đó với tôi dẹp đi con về đi. Đấy, đây ngày 16 rồi mà cũng tham gia đi đấy. Thôi rồi, ngày 16 tới là tham gia đi. Như vậy là quá tôi nát không? Bây giờ tôi kêu gọi ông Nguyễn, ông Hoàng Duy Hùng ấy. Ông là người luật sư ở bên Mỹ, ông nói là dân ông ô thì nhận mình đi kiện thôi. Đi kiện thôi, giờ bà con có thấy đi kiện thôi hay là không? Hay là ông Hoàng Duy Hùng, ông lừa đảo. Ông nói những dân, ông Hoàng Duy Hùng là luật sư. Luật sư ở bên Mỹ về nói là dân ông mình là lừa đảo, đây đó là kiện thuê cho cái cờ bao quê bao sọc gì đấy. Bây giờ tài sản người ta như thế này, đi cướp như thế này. Bây giờ tôi kêu gọi ông Hoàng Duy Hùng, ông lại đi vô thì nhậm đây, ông chứng kiến đây. Ông chứng kiến đây, dân chúng tôi đi kiện thuê hay là ông đi làm thuê? Ông đi làm thuê hay là dân chúng tôi làm thuê? Ông lại ra chừng một ngày ông hiểu biết nhân dân chúng tôi, ông đừng có nói. Ừ. Tại sao ông Hoàng Duy Hùng ông kêu là dân chúng tôi đi kiện thuê? Ừ. Đấy, bây giờ bà con nói là ông Hoàng Duy Hùng đấy ở bên bên luật sư á. Ông chính ông là người luật sư thôi, có phải đảng cộng sản? Đây, dân chúng tôi như thế này mà sáng ngày hôm dân chúng tôi đi đây xuống thủ tướng rồi. Mà tại sao vậy? Không cho đi. Ông ăn vừa bao chê. Ông Hùng vô hôm mà nói đây. Mở vậy. Ở đây là ai kiện thuê? Bao nhiêu dân chúng tôi ông lại đang biết. Như gia đình chúng tôi. Cộng sáng ba đời. Chính quyền vô cốc 4 giờ sáng. 300 rưỡi đến 400 người. Ai là kiện thuê? Ông Hùng. Ông Hùng Duy Hùng. Nhân dân chúng tôi già cả thấp cô bé hỏng, ông là luật sư, ông nói tầm bay dân đấy. Luật sư Hoàng Duy Hùng mới nói dân chúng mình lại coi thì nhậm đây là coi như là kiện thuê. Hoàng Hoàng Duy Hùng hả? Hoàng Duy Hùng, anh về, ông về đây vô ngồi thì nhậm mới biết. Về đây cả ngày, một ngày là hai ngày đây đối mặt với dân chúng tôi. Cái lũ tham nhũng quan tham ở Việt Nam này ăn cướp của dân. Nguyễn Quốc Trọng cho ông ngại nhiêu, ông Nguyễn Quốc Trọng cho ông ngại nhiêu, bà Kim Ngân cho ngại nhiêu. Mấy thằng tham nhũng ăn cướp của dân nó chia trọng, nó mướn ông. Đó cho nên nó nói là tối rồi để cho ta đi lợi chứ. Ông Nước Vàng Như Hùng ấy là ở bên Mỹ mới về đó, là nó lên tiếng nó coi nó là dân ông mình ở ngôi thì nhậm là đi tuần ngôi đi kiểm thuê kiểm mướn. Ông Hoàng Duy Hùng ở Hoàng Duy Hùng ở luật sư đấy. Vậy sao giờ ta đi kiện đây bị mướn mà giờ công an mà không cho đây. Ta mất đất mất nhà ta bị mướn mà để ta kiếm sự sống hàng ngày mà sao không cho ta đi. Nói là dân chúng mình là ở ngôi thì nhậm mà đi kiện thuê kiện mướn. Không cho dân đi nè, không cho dân đi cái quán nè. Đấy bây giờ ở ngôi thì nhậm đây là còn là chê đại không cho. Dân đều bị dân cướp. Họ cá nhân không ai mà đi kiện thuê hết á. Đứng đây chặn đường là không cho bà con tôi ra khỏi nhà đấy. Tất nhiên là lũ cướp nha. Mình đứng im đây. Đi ra đi, đứng ra, đứng ra vô. Nói để bà con chúng tôi là đi kiện mướn, kiện thuê, kiện mướn, kiện cho giật. Chính là... Chính là đảng viên, đảng cộng sản là đi...
giết dân hại người mà đến này cướp đất. Dù lên thuê luật sư, thuê luật sư để làm cho đảng cộng sản nó nói là dân chúng tôi chuyện thuê chuyện mướn. Thằng Hoàng Duy Hùng đó là nó rất ngu. Lại đây chúng tôi, đơn chúng tôi cũng có đi chuyện thuê chuyện mướn mà sao nhà cầm quyền đảng cộng sản vô cướp nhà tôi là mất hơn 4 giờ sáng. Gia đình chúng tôi là có lớn nhỏ là có mười mấy người ta, cháu nội cháu ngoại mười mấy người mà tại sao là có 4 giờ sáng đi vô cướp bắt người nhốt hết. Thì cướp phân lô bán nền, vậy là có là thuê cả mướn hay là không? 350 tới 400 người kiếm thuê kiếm mướn như vậy là đúng hay không? Lục sư mà thua người già. Ông lại lên coi thì nhậm đây, ông mới biết thằng lục sư á, Hoàng Duy Hùng ở bên Mỹ nó gì à? Ông nói mình là đưa kẻ mướn. Ở đây Ngô thì nhậm là đi kiếm thuê kiếm mướn. Dạ. Từ ba que, tôi không biết ba que rồi. Dân chúng tôi mất đất mất nhà. Tôi thật sự mất mất nhà. Có công dân quốc hữu rồi, có thủ tướng Trung và Hoàng về chỉ đạo lãnh tiền giang. Giải quyết đã 2-3 tháng rồi mà có làm không? Từ ngày 12 tháng 10, 2019 tới nay là tháng 5, 2022. Nó dầm nữa bên Mỹ đấy. Chưa có giải quyết rồi. Lục thư mà làm cho coi như là cho đảng á. Nếu được đảng cộng sản thì bắt bỏ tù bên đây. Bên nhà mà lục thư đâu bên nào đó. Nó Hoàng Duy Hùng á, Hoàng Duy Hùng lục sư bên đó gì rồi đấy. Nói là dân mình ngô thì nhậm là coi như nằm dưới hè đó đi chuyện thuê chuyện mướn là cho cờ bạc về. Hiện giờ ở đâu? Giờ dân Việt Nam mình đây, ở Việt Nam mình đây, về Việt Nam mình rồi. Chứ Hoàng Duy Hùng hiện giờ là nghe nói bên Mỹ có một tây tháng 1 là ổng về nhưng mà ổng đi qua Mỹ rồi. Về cho dân quách, nó yếu nó lại đây, lại đây anh em ở đây nè. Nếu sai công an của Việt Nam không biết cộng đồng mình nói làm tầm bậy rồi dân đi rồi đi kiện rồi không cho. Bây giờ giúp đâu? Để hại dân. Bây giờ cái cha nó về đây đè đầu muốn chích thẻ đi. Dân đi rồi không cho, mày cứ trả đất ra nhà cho dân đi. Hồi trước Hoàng Duy Hùng á cũng là luật sư ấy, biết luật sư nhưng mà cũng bị bắt như mấy người mà như Thúy Nga rồi ví dụ vậy. Đấy, vậy bây giờ nó là mua chuộc mà giờ là định mấy cộng sản thì được về nước đấy. Định mà định không khéo thế thì chả không cho. Nên không khéo bây giờ cho nên nó vừa nên là có cái máy, cái con máy nhọn lồng bự đồ đó là cứ nó theo nó cờ đó sao vàng. Mình đi kiện tích cha nó cũng nằm đây, nó cũng đi kiện lôi cái lồng nó ra hoài mà chưa được đây. Mẹ nó cứ nói là kiện thuê kiện mướn. Kiện thuê kiện mướn cho ai? Nếu là kiện thuê kiện mướn nó từng tên ra cái đất Hà Nội nữa chứ kiện thuê kiện mướn ra đất Hà Nội nó vu không. Đấy bây giờ công an đi theo dân đấy, người dân đi chợ đi quán công an đi theo, công an đi theo đấy. Má cưới vợ gì cứ ở với vợ đây. Anh xem suốt này đó là cái chuyện thuê chuyện mướn hay chuyện gì? Mình toàn là bộ là con đi ra giữ dân tới ngày hôm nay mà con giữ dân đấy. Chết ba dòng sáu họ